Nỗi buồn của sinh viên các trường đại học. Thắm ơi, mai mày lấy xe của mày đi công việc nha, đi học bằng xe buýt đi. Cái gì? Xe buýt à? Ui giời ơi, kiếp sinh viên khoa du lịch say xe. Thắm ơi, ra giữ cho mẹ con gà để mẹ cắt tiết nhanh, khẩn trương lên. Cắt tiết em? Thôi, con sợ lắm, con chịu thôi, con sợ máu lắm. Trời ơi, sinh viên trường y đấy. Ôi hay, sao mặt là đần thối ra đây kia. Con lại thi trượt bằng lái xe rồi. Ôi dồi ôi, 5 lần thi trượt. Đẹp mặt sinh viên giao thông vận tải nha. Nhất này. Mẹ ơi, bà bán thịt lại cân điêu cho con rồi. Sao mày không nói thẳng vào mặt con mụ đấy, bây giờ bị sợ. Ôi dồi ôi, con nói lại làm sao được bà đấy. Bà đấy du lắm, cãi làm sao được bà đấy. Trời ơi, sinh viên trường luật à. Ăn hại.